Thanh cao quá thì đi làm lễ tân đi con. Ý, anh đừng làm em sợ. Không, mệt quá chú ơi. Tôi hết thì tôi làm. Làm gì được tôi? Dạ chị bán cho em cái tủ với cái tivi rẻ quá, cảm ơn chị nha. Bộ My, con bán đồ trong phòng nữa hả? Đâu có đâu, con bán mấy cái không cần dùng lắm mà. Bộ lúc này kẹt lắm hả? Tháng này chú thấy con bán 2 lần rồi đó. Con biết sao được, công ty thì cắt giảm nhân sự, thời buổi khó khăn mà, nó đâu cho con làm lễ tân nữa đâu. Mà mẹ con thì cứ gọi điện lên hoài à, bắt con phải gửi tiền về. Đúng là thời buổi khó khăn thiệt. Đây chú cũng vậy nè, cũng hết mấy cái phòng trọ người ta trả lại, người ta không thuê nữa. Thiệt hả chú? Ừ, chán gì đâu. Ủa, mà chú lên đây làm gì vậy? Đừng nói tăng tiền trọ nha, con không có tiền đâu con trả đó. Cái con này, mày bị điên hả? Chú thấy mày bữa giờ mới đi làm, cho nên là chú qua đây chú tính hỏi là mày có chịu đi làm không, tao giới thiệu việc làm cho. Đi đi chú. À, chú có ông bạn cũng ở phòng trọ giống y như vậy nè, đang cần tuyển một nhân viên vệ sinh, định giới thiệu việc làm cho con đó. Mà lương nhiêu chú? 7 triệu một tháng, cũng ok à? Thôi con không làm đâu, nghĩ sao? Làm nhân viên vệ sinh cũng muốn còn chết, vừa dơ, vừa thúi nữa. Sao mà con làm được? Không, con không làm đâu. Trời ơi, cái công việc nó cũng nhẹ nhàng có gì đâu. Bây giờ mình đang khó khăn thì có việc thì mình cứ làm đi con. Thôi, nhưng mà con đang làm vị trí lễ tân, đẹp muốn còn chết. Chú thấy không, tay con trắng muốt gì nè, mềm mại nữa. Nghĩ sao giờ con phải lao dọn làm này kia. Thôi, con không làm đâu, chú kiếm cái khác đi. Ừ, lễ tân tay chân trắng muốt, thanh cao quá thì đi làm lễ tân đi con. Thì chú kiếm người khác đi. Giới thiệu việc làm còn bày đặt chê lên chê xuống, làm ơn mất quán. Khùng hả? Anh trả lương như vậy ai mà làm? Lương thì bè bọt mà kêu làm đủ thứ chuyện hết trơn á. Anh hưởng mọi người đi. Ai mà trả lương như vậy mà làm cho anh em mới sợ á. Đồ điên. Bé, sáng làm gì đứng đây nói chuyện quọ quọ với em? Anh là cái anh ở tầng trên 8 triệu hả? Đúng rồi, còn em là ở tầng dưới đúng không? Dạ. Ủa mà sao làm gì sáng em chửi ai điên vậy? Thì cái tụi tuyển dụng chứ đâu, nó tuyển em vô làm đủ thứ việc hết trơn á. Nào là ginh bàn, nào là làm vệ sinh, rồi hả kiêm luôn ngành chính, rồi lễ tân, đủ thứ chuyện hết trơn á. Mà trả lương em có chút xíu à. Trả lương em nhiêu? 7 triệu à. Trời đất ơi thiệt, mà em giỏi quá à. Bằng cái tuổi em là giờ là nó đi uống trà sữa không á. Mà em chịu làm vậy nhìn thương ghê á. Cảm ơn anh. Nhưng mà cẩn thận á nha, coi chừng bị lừa đảo đó em. Vậy hả anh? Bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Bởi vậy chẳng buồn với anh. Anh cần tuyển dụng nhưng mà không có hợp gu. Anh là phải hợp mới được. Anh là làm bên tuyển dụng luôn hả? Anh làm ở công ty nước ngoài. Anh là David Khánh. Công ty gốc của anh, công ty mẹ nằm ở Hawaii. Còn công ty con nằm ở đây. Anh là mọi quyền quyết định hết luôn. Anh là giám đốc nhân sự, giám đốc kinh doanh. Nói chung là anh là sếp ở đây. Wow, anh giỏi quá vậy. Ủa nhưng mà bên anh còn tuyển dụng không anh? Hả? Bên anh còn tuyển dụng không? Còn chứ em. Nhưng mà anh thì thích cái đẹp. Vậy thì... xinh xắn nữa. Vậy thì anh coi em có đủ tiêu chuẩn không anh? Ừ, để anh coi coi. Cái này chắc cũng phải lên phòng của anh đi kiểm chứng. Chứ ở đây thì khó. Phải lên phòng kiểm chứng hả? Đúng rồi. Lên chảnh là mình trao đổi nè, mình nói chuyện kỹ hơn. Nói chung là cứ chiều anh đi. Lương thì anh trả 1.000, có thể trả hơn nữa. Dạ, vậy đi lên kiểm chứng nha. Ok, kiểm chứng được anh dẫn đi Hawaii luôn. Lỡ tay, lỡ tay.
Vô đi em. Trời, vô đi. Bỏ dép ngoài chi, có người dọn dẹp mà. Wow, đúng là giám đốc có khác. Nội thất đầy đủ hết trơn á. Cái này là anh chỉ ở tạm thôi. Còn khi nhà anh là ở nước ngoài, anh ở dinh thự không à. Về đây công việc ở cho nó gọn. Trả bù cho em lương ba cọc ba đồng. Biết khi nào em ở đó mấy anh. Thì em cứ cố gắng đi, từ từ sẽ được thôi. Hay là em muốn rượu tây? Thôi em lấy rượu. Rượu ở đây của anh là chai mấy chục triệu không đó. Wow. Mà em nè. Dạ. Em còn trẻ, anh thấy em cũng xinh xắn đó. Nếu mà em chịu tận dụng cái nhan sắc của mình, cái phòng này là bình thường, em ở biệt thự, em có thể em có bồ nước ngoài luôn, rồi người ta đón em bằng phi cơ luôn. Thiệt hả anh? Thiệt. Vậy anh coi coi em có đủ điều kiện như công ty của anh không? Vậy hả? Vậy thì phải để cho anh kiểm tra nha. Ủa kiểm tra gì nữa anh? Thì anh kiểm tra xong rồi xem em thử có giác ngộ được không đó mà. Giác ngộ? Ừ. Ồ. Ý, anh đừng làm em sợ. Thấy đủ điều kiện rồi đó, nhưng mà phải kiểm tra kỹ lại xíu. Xin chào chú. Mới trên phòng Khánh xuống đúng không? Dạ, không có, giờ con đi công chuyện mà. Phải, tôi nói đúng là cái loại người có ăn, có học, có công ăn việc làm đàng hoàng, không muốn làm cứ đi làm ba cái trò thất đức. Ủa chú, chú nói ăn kỳ vậy? Tôi đang nói thằng Khánh, tôi đang dạy khôn cô đó. Cái thằng đó nó ở trong cái khu trọ này của tôi á bao nhiêu năm nay rồi, ai không biết nó. Nè, mấy năm trước nó cũng hả nói là anh sẽ lo cho em công việc, anh sẽ cho em ở hả nhà sang cửa rộng đó. Rồi sao cuối cùng cũng đá đít đi khi mà nhan sắc không còn. Tôi thấy cô cũng đáng tụi con tụi cháu, cho nên là tôi muốn nhắc nhở cô, mình còn trẻ còn thanh xuân thì nên kiếm công việc nào đó nó đàng hoàng để mà làm, đừng có phí phạm vậy. Thôi mệt quá chú ơi, tôi hết thì tôi làm gì được tôi. Mà chú á, đừng có xía chuyện vô người khác nữa nha chú. Tôi không có rảnh, tôi thương cô cho nên tôi mới góp ý. Còn trẻ thì hãy lo kiếm công việc đàng hoàng để mà làm, sau này mà nhan sắc tàn phai rồi đến lúc đó hối hận không kịp. Không mệt chú quá chú ơi, chú già rồi mà chú nhiều chuyện quá à, chú lo thân cho chú đi. Cái chú tôi cần là tiền chú hiểu không? Chú viết gì mà nói, tôi nè tôi phải lo sinh hoạt hàng ngày của tôi nè, rồi hả, phải trả tiền nợ nữa, rồi đem về cho ba mẹ tôi nữa, thì bây giờ tôi có nhan sắc thì tôi sử dụng nó. Mệt chú quá trời luôn á. Ủa mà chú chửi tôi như vậy á, chú có lo được cho tôi không? Mệt. Ừ, tuổi trẻ rồi để coi. Anh nhớ vợ mà. Con uống gì cho em? Ờ, rồi nói với nó là cuối tuần ba chở về chở mẹ con đi chơi nghe. Anh à, đâu có ai đâu, mấy cái bà làm vệ sinh đó mà. À, rồi 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 vậy nha, ba vợ anh đi họp cái nha. Mày biết tao đang nói chuyện với vợ tao không? Mày làm cái gì vậy hả? Mày tính giở trò tao hả gì? Chẳng lẽ anh cho em mấy mốc gì hoài hả? Cái bản mặt mày mà đòi danh phận hả? Mày đừng có mơ. Nè, tao cần tình, mày cần tiền, trao đổi với nhau vậy thôi. Còn mày không thích như vậy nữa thì mày đi kiếm thằng khác đi. Từ đây trở về sau tao sẽ không chu cấp cho mày một đồng nào luôn. Mà mày nhớ, một khi đã qua tay tao rồi mà đi với thằng nào thì lúc đó mày sẽ tự biết. Anh ơi, em đùa thôi mà anh. Anh ơi, em đùa thôi mà. Không, em không cần gì hết á. Em chỉ cần anh thôi. Anh ơi, anh đừng bỏ em. Ngoan, như vậy mới được chứ.
Bây giờ á, đừng có khóc gì hết, thấy không? Sửa soạn cho thiệt là đẹp, đi tiếp khách với anh. Ông khách này là khách hàng VIP đó nha. Gán mà chiều ổng cũng giống như là em chiều anh vậy đó. Ký được hợp đồng anh thưởng lớn cho nha. Yeah.